Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Rất vui khi một lần nữa được đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Bản tin của chúng tôi hôm nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý nào? Ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng đón xem. Bí ẩn, túi quà màu xanh đựng 200.000 USD tại phòng của cựu Bộ trưởng Chu Ngọc Anh. Thưa quý vị và các bạn, trong kết luận điều tra vụ sai phạm mua sắm kit test của công ty Việt Á, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố ông Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Cùng tội danh này, ông Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bị Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị truy tố. Theo kết luận điều tra, từ ngày 11 tháng 11 năm 2020 đổ về trước, ông Chu Ngọc Anh với tư cách là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ biết công ty Việt Á quản lý khai thác và sử dụng kết quả nghiên cứu đề tài xét nghiệm COVID-19 được Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành đưa vào sản xuất thương mại là không đúng quy định của pháp luật, xâm hại quyền sở hữu, quản lý tài sản của nhà nước. Tuy nhiên, ông Ngọc Anh không thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý theo luật khoa học và công nghệ, không thực hiện xử lý kết quả đề tài nghiên cứu. Bên cạnh đó, ông Chu Ngọc Anh còn để Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức họp báo ra thông cáo báo chí về kết quả nghiên cứu và cấp phép test xét nghiệm là sản phẩm nghiên cứu của công ty Việt Á. Bị can này cũng trực tiếp ký quyết định khen thưởng, ký tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ khen thưởng cho Việt Á và chỉ đạo Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ký công văn gửi Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị giúp Việt Á được tặng huân chương lao động hạng 3 dù không đúng đối tượng, công trạng, thành tích. Những yếu tố trên đã giúp Việt Á truyền thông quảng bá hình ảnh biến test xét nghiệm từ sản phẩm nghiên cứu thuộc sở hữu nhà nước thành sản phẩm thương mại thuộc sở hữu của công ty. Từ đó Việt Á sản xuất kinh doanh thu lợi bất chính, gây thiệt hại cho nhà nước, tổ chức cá nhân. Theo Bộ Công an, ông Chu Ngọc Anh cũng được Phan Quốc Việt, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Việt Á cảm ơn 200.000 USD. Kết luận điều tra chỉ ra ngày 27 tháng 8 năm 2020, Việt nhắn tin cho ông Ngọc Anh hẹn gặp nhưng cựu Bộ trưởng không trả lời. Vì vậy, Việt nhắn tin cho ông Nguyễn Hoài Dương, Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ và được hướng dẫn đến trụ sở Bộ gặp ông Dương. Việt sau đó được ông Dương dẫn lên phòng làm việc của Bộ trưởng. Tại đây, Việt và ông Ngọc Anh trao đổi các nội dung về công tác phòng chống dịch, đặc biệt là kết quả phòng chống dịch của công ty Việt Á. Sau khoảng 15 phút, Việt mở ba lô lấy một túi quà màu xanh, bên trong chứa 200.000 USD, tương đương hơn 4,6 tỷ đồng, cùng một vài bộ khẩu trang và chai nước rửa tay. Ban đầu, Việt lấy khẩu trang và chai nước rửa tay ra, trao đổi với ông Ngọc Anh về tính năng, cách sử dụng, rồi đặt lại vào túi. Sau đó, Chủ tịch Việt Á nói, tụi em mới có được ít thanh toán, ghé cảm ơn anh đã ủng hộ tụi em tham gia đề tài và hỗ trợ tụi em rất nhiệt tình. Nếu tình hình tốt, sắp tới em sẽ ghé thăm anh tiếp. Tớ cảm ơn Việt, ông Chu Ngọc Anh đáp. Việt ra về, để lại túi màu xanh dưới chân bàn. Quá trình điều tra, ông Ngọc Anh thừa nhận đã cầm số tiền trên. Tuy nhiên, cựu Bộ trưởng cho biết không trao đổi, bàn bạc, thỏa thuận hay thống nhất với Việt về việc đưa tiền, nhận tiền, đồng thời cũng không gây khó khăn nhằm mục đích để Việt phải đưa tiền. Bắt 4 cựu lãnh đạo xã ở Nghệ An bán đất trái quy định. Quý vị thân mến, theo tin từ Công an huyện Yên Thành, Nghệ An, đơn vị vừa khởi tố bắt tạm giam 4 đối tượng, nguyên là lãnh đạo xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành để điều tra về tội lạm quyền trong thi hành công vụ. Các đối tượng bị khởi tố gồm Nguyễn Văn Năm, sinh năm 1959, nguyên bí thư đảng ủy xã Mỹ Thành, Nguyễn Văn Định, sinh năm 1956, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Thành, Nguyễn Văn Thạch, sinh năm 1960, nguyên kế toán trưởng và Nguyễn Vĩnh Trình, nguyên là cán bộ địa chính xã. Theo điều tra của Công an, từ năm 2004 đến năm 2015, các bị can trên đã bán 56 lô đất với tổng diện tích khoảng 4.317 m2 đất các loại trên địa bàn xã. Trong đó, với vai trò là bí thư đảng ủy xã, Nguyễn Văn Năm được xác định là đã chỉ đạo Nguyễn Văn Định và các cán bộ khác thực hiện việc bán đất trên địa bàn xã, thu lợi bất chính hơn 1,2 tỷ đồng, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn 111 triệu đồng. Các bị can khai nhận, số tiền bán đất được nhập vào ngân sách của xã và hạch toán vào nguồn nhân dân tự nguyện đóng góp, nộp vào kho bạc, nhằm mục đích rút được 100% số tiền này cho xã sử dụng vào việc xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng nông thôn mới cho địa phương. Hiện Công an huyện Yên Thành, Nghệ An đang tiếp tục điều tra mở rộng. Vụ vận chuyển 19kg vàng ở An Giang ra lệnh tạm giam hai chủ tiệm vàng. Quý vị thân mến, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hồ Văn Sơn, sinh năm 1963, Nguyễn Tấn Phong, sinh năm 1978, Nguyễn Hoài Tâm, sinh năm 2001, cùng chú tại thị trấn Long Bình, huyện An Phú, An Giang.
Nguyễn Xuân Kiếm sinh năm 1981, chủ tiệm vàng Kim Yến Trà và Lý Thị Huệ sinh năm 1976, chủ tiệm vàng Kim Yến Huệ cùng ngụ thành phố Châu Đốc, An Giang để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 25 tháng 7, công an đã mật phục tại khu vực sông Bình Di, thị trấn Long Bình, huyện An Phú phát hiện Phong điều khiển xuồng máy từ hướng Campuchia về Việt Nam, nên tiến hành áp sát và tạm giữ tang vật trên xuồng máy, một bao ni lông màu đen, bên trong có khoảng 19kg vàng, tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng. Riêng Phong lợi dụng đêm tối đã nhảy xuống sông lặn, trốn qua Campuchia, nhưng sau đó đã quay về Việt Nam đầu thú. Trong khi đó, lực lượng chuyên bộ đã khống chế bắt được hai đối tượng canh đường là Sơn và Tâm. Tại cơ quan công an, Sơn và Tâm khai nhận được một số chủ tiệm vàng ở thành phố Châu Đốc thuê vận chuyển trái phép vàng thỏi và vàng nữ trang qua lại biên giới Việt Nam-Campuchia. Từ lời khai của các đối tượng và tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang đã khám xét khẩn cấp đối với chỗ ở và nơi làm việc của các đối tượng có liên quan, tạm giữ thêm nhiều thỏi kim loại và đồ nữ trang, tổng trọng lượng khoảng 14kg vàng. Một cán bộ ngân hàng thương mại bị khởi tố. Thưa quý vị và các bạn, Công an tỉnh Sơn La cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thế Anh, sinh năm 1988, trú tại tiểu khu 19 tháng 8, thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại điểm D khoản 2, điều 174 Bộ Luật Hình Sự. Theo điều tra ban đầu, Phạm Thế Anh đã có hành vi lợi dụng chức vụ là chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân thuộc một ngân hàng thương mại tại thành phố Sơn La, sử dụng thông tin và trực tiếp ký giả chữ ký, chữ viết trên đề nghị kiêm hợp đồng mở, sử dụng tài khoản thanh toán sản phẩm dịch vụ, mở thẻ tín dụng vào ngày 16 tháng 8 năm 2022 của khách hàng, lừa bộ phận kiểm soát chiếm đoạt tài sản của ngân hàng với tổng số tiền 30 triệu đồng. Ngoài ra còn có một số cá nhân tố giác Phạm Thế Anh lợi dụng quen biết, đưa thông tin vay tiền để đáo hạn cho khách hàng, sau đó chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Bức xúc vì nhà bị phá dỡ bất ngờ và bị mất tài sản, chị Trang đã gửi đơn tố giác tội phạm, đơn cầu cứu tới chính quyền các cấp tại thành phố Hải Phòng. Liên quan vụ việc này, UBND huyện An Dương thông tin, từ năm 2020, bà Trang cùng 4 hộ liền kề đã cho công ty Thế Giới Di Động chi nhánh Hải Phòng thuê đất làm cửa hàng và đặt biển quảng cáo cỡ lớn, phần kết cấu thép của biển quảng cáo nối với mái nhà bà Trang. Đầu năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng triển khai dự án nút giao thông tại ngã tư Tôn Đức Thắng, máng nước quốc lộ 5. Toàn bộ phần đất của siêu thị điện máy thuê nêu trên nằm trong diện giải tỏa. Trong đó, 4 hộ gia đình đã nhận tiền đền bù, còn gia đình bà Trang chưa đồng ý phương án đền bù và chưa giao mặt bằng. Ngày 13 tháng 7, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện An Dương đã thuê công ty cổ phần thương mại Nam Sông Cấm là đơn vị tháo dỡ công trình, vật kiến trúc trong phạm vi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. Đến ngày 10 tháng 8, công ty cổ phần thương mại Nam Sông Cấm tổ chức tháo dỡ 4 công trình nhà dân đã đồng ý với phương án đền bù khu vực cửa hàng Thế Giới Di Động nêu trên. Theo Ủy ban Nhân dân huyện An Dương, trong quá trình tổ chức tháo dỡ công trình của 4 hộ dân nêu trên, khi thi công tháo dỡ biển quảng cáo cỡ lớn, kết cấu phức tạp đã đổ sập vào phần mái nhà trên diện tích đất của bà Phạm Thị Thu Trang, gây hư hỏng đồ đạc, mái nhà, không phải đơn vị tháo dỡ phá nhầm nhà dân. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Ủy ban Nhân dân huyện An Dương đã yêu cầu công ty cổ phần thương mại Nam Sông Cấm dừng ngay việc tháo dỡ công trình, đồng thời chỉ đạo lực lượng công an điều tra xác minh vụ việc.